Chào mừng bạn đến với sách nói của TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Quyển sách hôm nay TK Book muốn gửi đến bạn đọc có tựa đề là Nó mất những gì nó sẽ mất, làm thế nào để suy nghĩ trung lập và giành quyền kiểm soát cuộc sống của bạn. Quyển sách này dành cho ai? Có luyện viên hiệu suất Trevor Moa gợi ý một con đường mới, tư duy trung lập, tránh những thành kiến lạc quan và bi quan và giúp bạn tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Moa đã làm việc với các ngôi sao NFL và các nhà vô địch đại học tại Alabama và bang Florida. Phần bản hấp dẫn của anh ấy bao gồm cả cách đối phó trong các tình huống áp lực cao và cách đối mặt với những thách thức hàng ngày. Để ủng hộ kênh các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, chia sẻ sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Để ủng hộ TKbook các bạn có thể mua sản phẩm của TKbook như ly nước và áo có logo TKbook, USB sách nói, ebook hoặc sử dụng dịch vụ thiết kế trang sách theo yêu cầu để làm quà tặng hoặc thẻ thành viên. TKbook xin được giới thiệu vài nét về tác giả Trevor Moa Akwako, một huấn luyện viên điều hòa tinh thần, là chủ tịch của Moa Acon Shooting Group và đồng sáng lập của Limitless and Andy Staples đã đưa tin về bóng đá đại học cho Sports Illustrated trong hơn một thập kỷ. Sau đây là bản tóm tắt sách do Cộng sự TK Book thực hiện, mời bạn lắng nghe. Ngôi sao NFL Ruth Sel Wilson là hiện thân của các nguyên lý của tư duy trung lập. Ruth Sel Wilson, tiền vệ của Sipto Seaha đã minh họa tư duy trung lập trong giải vô địch hội nghị bóng đá quốc gia Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2015. Wilson chơi kém trong phần lớn thời gian của trận đấu, ném 4 lần đánh chặn, chỉ còn 5 phút nữa, xe AHA đã để thua với tỷ số 19. 7. Wilson không bao giờ bỏ cuộc, anh ấy bỏ qua những sai lầm của mình và hét lên với các đồng đội, chúng tôi vẫn có thể thắng trận này, đi nào. Wilson là một sinh viên của tư duy trung lập, một chiến lược huấn luyện những người học theo của nó để tìm ra những sai lầm trong quá khứ và chống lại những suy nghĩ tiêu cực đang giảm dần sau đó. Wilson có thể đã rơi vào một cái bẫy tình cảm, ngoài sân cỏ, anh ta sắp ly hôn. Trên sân, bốn lựa chọn chiến thuật của anh ấy đều thảm hại, anh ấy có thể đã chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực và quyết định đây không phải là ngày của mình nên anh ấy sẽ đợi đến năm sau, thay vào đó, anh ấy giữ thái độ trung lập, bỏ qua sự thất vọng và tập trung vào nhiệm vụ của mình. Một thời gian vẫn còn trên đồng hồ, và đội của anh ấy cần hai điểm số. suy nghĩ trung lập là chìa khóa để mở ra một tập hợp các hành vi có thể biến những kẻ vô địch trở thành nhà vô địch và nhà vô địch thành huyền thoại. không nghi ngờ gì nữa, Wilson đã dẫn đầu hai lần đánh lái do và xe AHA vượt lên dẫn trước 22 đến 19. tuy nhiên, Parker đã có một tiền vệ ngôi sao của riêng họ và anh ấy đã kết thúc trò chơi với tỷ số 22. Wilson đã ném được đường truyền quyết định chiến thắng trò chơi trong hiệp phụ và xe AHA đã giành chiến thắng. Sau đó, anh ấy mô tả việc buộc mình phải quên đi màn trình diễn run rẩy trước đó của mình và chỉ nghĩ về một vở kịch tại một thời điểm. Bên cạnh đó, suy nghĩ trung lập dạy bạn thừa nhận sai lầm của mình và bước tiếp. Suy nghĩ trung lập không có nghĩa là bạn bỏ qua những bước đi sai lầm của mình. Một tiền vệ không nên giả vờ như anh ta không đánh chặn, cũng không nên lặp lại những quyết định tồi tệ của mình. Cho dù một sai lầm xảy ra ở nơi làm việc hay ở nhà, không ai có lợi khi từ chối thực tế. Tuy nhiên, Quá nhiều người đã để những thất vọng và thất bại khiến họ không thể thực hiện được nữa. Để quay trở lại, hãy đi vào suy nghĩ trung lập, bộ não con người cũng giống như một chiếc ô tô. Thiết kế của chiếc xe của bạn không hỗ trợ chuyển đổi ngay lập tức từ số lùi sang số tiến, nó cần một khoảng dừng ngắn ở trạng thái trung lập để thiết lập lại. Quá khứ không phải là dự đoán, quá khứ không phải là phần mở đầu. Hậu vệ cánh JT Daniels của Đại học Nam California đã trải qua quá trình này vào năm 2018, trong trận đấu với Stanford, anh ấy đã ném hai lần đánh chặn và không có cú chạm bóng nào, Daniels không bảo chữa. Vài tuần sau, anh ấy đã biểu diễn một cách hoàn hảo, Daniels công khai cho rằng tư duy trung lập. Khi đội bóng đại học do giờ chơi tệ trong hiệp 1 của một trận đấu lớn, huấn luyện viên Kirby Smart đã chấp nhận sự khôn ngoan khi đưa vào sân trung lập, thay vì chỉ trích đội của mình trong giờ nghỉ giải lao, bài phát biểu trong phòng thay đồ của Smart rất thẳng thắn anh ấy nói với các cầu thủ của mình hiểu rằng họ chơi kém trong hiệp 1 không có nghĩa là màn trình diễn tồi tệ của họ sẽ tiếp tục trong hiệp 2, do giờ đã trở lại và giành chiến thắng trong hiệp phụ, tư duy trung lập áp dụng trong các tình huống sinh tử. Tư duy trung lập không chỉ dành cho các vận động viên. Các phi hành gia Apollo 13 đã sử dụng tư duy sáng suốt, bình tĩnh để sống sót sau một sứ mệnh thảm khốc có thể xảy ra, bộ 3, Ginoven, ZIGE và Fred 2 Xe đang hướng về mặt trăng thì một bình oxy phát nổ họ phải tìm cách để tất cả có thể sống sót trong mô đun đổ bộ mặt trăng, một phương tiện an toàn cho chỉ hai người. Trên mặt đất, các kỹ sư NASA đã cố gắng tìm ra một giải pháp giải quyết liên quan đến việc gian lận các bộ lọc bằng bìa cứng và băng keo. Suy nghĩ tích cực sẽ tiêu diệt họ, sự tự tin sai lầm sẽ không giữ được ba người an toàn trong không gian, suy nghĩ tiêu cực sẽ tai hại không kém. Một phân tích hoài nghi về kế hoạch kỳ lạ của các kỹ sư để cứu mạng họ sẽ lãng phí thời gian quý báu. Họ không lo lắng về quá khứ, họ đã không nghĩ về tỷ lệ cược. Các phi hành gia gạt lo lắng, nghi ngờ và sợ hãi sang một bên. Họ không đánh giá sự khôn ngoan trong cách giải quyết của các kỹ sư. Thay vào đó, họ tập trung vào thời điểm hiện tại và chế ngự cảm xúc của mình bằng cách tập trung vào các hành vi cụ thể. Các phi hành gia phản ứng với hình ảnh thu nhỏ của suy nghĩ trung lập. Họ thay thế cảm xúc bằng hành động và họ sống sót. Suy nghĩ trung lập cho phép bạn chấp nhận thất bại. Wilson đã giành được một giải Super Bowl, nhưng lại thua một trận khác trong một trận đấu kinh hoàng cuối cùng. Trong trận đấu đó, Wilson đã tung một đường truyền ở dây cuối cùng vào khu vực cuối sân và một cầu thủ phòng ngự đã chặn được nó. Cả vào thời điểm đó và nhiều năm sau đó, Wilson đều chấp nhận thất bại một cách duyên dáng. Anh ấy có thể đã đổ lỗi cho huấn luyện viên của mình vì đã gọi một lối chơi có vấn đề. Nhiều người hâm mộ đã làm như vậy, nhưng Wilson đã đưa ra câu trả lời ổn định cho các câu hỏi. Ngược lại, khi tiền vệ Cam Newton thua trận Super Bowl, cuộc họp báo sau trận đấu của anh ấy tỏ ra rất khó chịu. Mọi người không được định nghĩa bởi quá khứ trừ khi họ chọn sống ở đó. Wilson đi đường cao tốc, huấn luyện viên của anh ấy đã nhận trách nhiệm về trận thua Super Bowl, Wilson đã tự đặt lên vai chính mình. Anh ấy biết rằng trở thành một nhà vô địch có nghĩa là có một vị trí để ném một chạm để giành chiến thắng trong trò chơi, nó cũng đòi hỏi phải mạo hiểm đánh chặn trận, trận thua, Wilson đã chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn và phần thưởng, đồng thời cố gắng giữ cho sự thất bại trong quan điểm. Anh ấy ngay lập tức bắt đầu làm việc để trở thành một vận động viên giỏi hơn nữa cam kết lựa chọn thông minh là một trong những bí quyết thành công. Vince Carter đã có một sự nghiệp NBA kéo dài, một phần vì anh ấy đã đưa ra những lựa chọn cho phép anh ấy duy trì phong độ thi đấu lâu hơn nhiều năm so với hầu hết các cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Anh ấy đã ngừng tiêu thụ đồ ăn vặt và nước ngọt, anh ấy bắt đầu uống nhiều nước hơn và vươn vai. Để bảo vệ đầu gối của mình, Carter đã không lao xuống khi một lần la là đủ. Sau các trò chơi, Carter không tiệc tùng, anh ấy đã làm việc ra, Carter muốn tiếp tục thi đấu, vì vậy anh ấy đã hy sinh cần thiết nó cần những gì nó cần. Vince Carter Khi tác giả qua cố Trevor An nói chuyện với các vận động viên, ông sẽ cầm một túi khoai tây chiên ở một tay và một quả táo và hỏi họ liệu họ có thực sự cần một chuyên gia dinh dưỡng giải thích đâu là lựa chọn lành mạnh hơn. Ngay cả khi các lựa chọn chính xác đã rõ ràng, việc thực hiện chúng không phải lúc nào cũng đơn giản. Một tiền vệ của NFL, người bùng nổ đã minh họa thực tế này, được may mắn về kích thước khổng lồ và một cánh tay tên lửa, Zamakurut đã ký một hợp đồng trị giá 30 triệu đô la, Tuy nhiên, Russell nhanh chóng tan rã. anh ấy đã thể hiện trong mùa giải thứ ba thừa cân và đội bóng đã trả anh ấy hàng triệu đô la đã loại anh ấy khỏi danh sách của mình. Sau đó, anh ta bị bắt vì tàng chữ bất hợp pháp code in. Russell sau đó thừa nhận với ESPN rằng anh có thể có và lẽ ra phải đưa ra những lựa chọn hiệu quả hơn, giữ dáng, nghiên cứu nhiều phim game hơn và tránh những thói quen xấu. Cầu thủ NFL Fred Taylor đã kéo dài sự nghiệp của mình bằng cách thay đổi hành vi của mình. Vừa sau bóng đá Fred Taylor cũng có thể thấy sự nghiệp của mình vụt tắt nhưng anh ấy quyết định chuyển cách tiếp cận của mình. Cuộc chạy đua ra khỏi Đại học Florida vào năm 1998 như một phê nằm vật lý. Anh ta to lớn, 228 pound, và nhanh, 4,3 giây trong đường chạy 40 giác. Anh ấy đã nhận được khoản tiền thưởng ký hợp đồng trị giá 5 triệu đô la từ Jack Johnville Jaguar. Nhưng những chấn thương liên tục của Taylor khi anh ấy còn ở trong đội đã khiến anh ấy có một biệt danh chế nhạo, Fred mong manh, khi Jaguar thuê Moa để hỗ trợ tinh thần cho trò chơi của Taylor, người chơi đã miễn cưỡng. Taylor cảm thấy huấn luyện viên Tomlin đã xem nhẹ căn bệnh mới nhất của anh, một chấn thương háng nghiêm trọng, vì Lin đã thuê Moa A nên Taylor không tin tưởng anh ta. Mọi người có thể tự hành xử mình trở nên tầm thường, họ cũng có thể tự ứng xử với nó. Khi Moa A dần lấy được lòng tin của Taylor, anh ta biết được việc chạy về thường xuyên đi nhậu khuya, uống rượu dẫn đến mất nước, gây ra các vết thương nhỏ, các vấn đề nhỏ về mô mềm có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là đối với một người chơi nặng nhọc trong môn thể thao bạo lực. Taylor vẫn chìm trong những lựa chọn vô kỷ luật, điều này khiến anh cảm thấy bất lực. Mà An nói với Taylor để thi đua với những người chơi NFL lâu năm, những người thường đến các cơ sở đào tạo trước 7 giờ sáng thường xuyên cho phép anh ấy chơi 13 mùa giải NFL. Đừng diễn đạt các tình huống xấu nhất bằng lời nói, chúng có thể trở thành sự thật. Bộ não con người ngừng phát triển trong thời đại mà cái chết sắp xảy ra là một mối đe dọa thực sự. Thế giới ngày nay không quá nguy hiểm về thể chất, nhưng bộ não vẫn có dây để sợ hãi. Cơ chế sinh tồn này giải thích tại sao các kịch bản ngày tận thế lại cộng hưởng sâu sắc đến vậy. Để tránh cho bản thân trở nên trầm trọng hơn không cần thiết, hãy làm theo một quy tắc để đạt được suy nghĩ trung lập, đừng nói to những điều vớ vẩn. Bằng cách cắt giảm việc thể hiện những suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ giảm bớt những cảm xúc gây cản trở suy nghĩ trung lập. Vận động viên bóng chày Bill Buckner đã chứng minh quan điểm này vào năm 1986. Một vài tuần trước World Series, Buckner nói với một phóng viên truyền hình rằng cơn ác mộng của anh ấy sẽ là để đối thủ thắng bằng cách ném một quả bóng đất vào giữa hai chân anh ấy. Chỉ 19 ngày sau, khi Boston Red Sox của anh ấy sẵn sàng vô địch cua Series, Buckner đã để lại điểm số chiến thắng trên một quả bóng mặt đất thông thường, có phải nỗi sợ hãi của anh ấy đã khiến anh ấy sụp đổ khi chúng trở thành sự thật. Điều đó là không thể chứng minh, nhưng nó vẫn là một khả năng đầy ám ảnh. Tôi không muốn chơi 10 năm ở NBA và chết vì đau tim ở tuổi 40, Pete Mazavich. Ngôi sao bóng rổ Pit Mazavic đã thốt ra một suy nghĩ tương tự trong một cuộc phỏng vấn trên báo khi anh ấy nói rằng anh ấy sợ thi đấu hết sự nghiệp của mình và đang quang ở tuổi 40. Trên thực tế, anh ấy đã nghỉ hưu từ NBA sau một thập kỷ, và anh ấy chết vì một cơn đau tim ở tuổi 40, nói to nỗi sợ hãi của mình không gây ra cái chết của Mazavic, nhưng nói to những nỗi sợ hãi đen tối nhất của bạn sẽ mang lại sức mạnh cho những lo lắng đó. Opian Michael Johnson đã hình dung thành công và lập kế hoạch cho nó. Trước khi giành được hai huy chương vàng tại Thế vận hội 1996, vận động viên chạy nước rút Michael Johnson đã phải trải qua một số thất bại. Anh ta đã phải chịu đựng một trường hợp ngộ độc thực phẩm hai tuần trước Thế vận hội 1992 và không thể lọt vào trận chung kết. Bốn năm sau, Johnson đảm bảo rằng các mục tiêu của mình có thể đạt được và thực hiện các công việc cần thiết. Sau khi tập luyện trong nhiều tháng, Johnson cảm thấy đủ tự tin để hình dung mình đã chiến thắng các cuộc đua 200 và 400m ở Thế vận hội 1996. Nếu bạn không thể chạy nhanh, hình dung về việc giành huy chương vàng Olympic ở cự ly 200m sẽ không giúp bạn làm được điều đó. Những hình dung của Johnson không chỉ là mơ mộng hay suy nghĩ tích cực, anh ấy đã hoàn thành công việc và anh ấy có khả năng. Vì vậy tưởng tượng về đích ở vị trí đầu tiên là một bài tập trong suy nghĩ trung lập. Sau đó, ở tuổi 51, Johnson bị đột quỵ khiến khả năng đi lại của ông bị đe dọa. Tiếp cận chạy cai nghiện, Johnson áp dụng phương pháp tiếp cận có phương pháp tương tự đã mang lại vinh quang Olympic cho anh ta bằng cách hình dung thành công và theo đuổi những thành quả nhỏ, anh ấy đã hồi phục nhanh hơn nhiều so với dự kiến của các bác sĩ. Suy nghĩ trung lập yêu cầu kiểm soát sự tiêu cực mà bạn tiêu thụ qua các phương tiện truyền thông. Moa A à theo cái mà ông gọi là chế độ ăn kiêng tiêu cực, khi anh còn là một đứa trẻ, cha anh đã thực hiện các quy tắc bao gồm không xem tin tức TV và không nghe nhạc đồng quê. Và không ai trong gia đình có thể phàn nàn hoặc nói rằng họ không thể làm điều gì đó, không xem tin tức là có ý nghĩa vì tin tức truyền hình chạm vào thiên hướng của não bộ con người đối với sự lo lắng không cần thiết và nhạc đồng quê thường có lời bài hát lạc quan. Bất kể đảng phái chính trị hay kênh bạn chọn là gì, mô hình kinh doanh của các kênh tin tức 24 giờ ngày nay là khiến bạn phát điên, sợ hãi hoặc tốt nhất là cả hai. Để kiểm tra lý thuyết này, mọi quyết định bỏ chế độ ăn kiêng tiêu cực của mình và dành một tháng để rèn luyện tinh thần tương đương với thức ăn nhanh. Anh ấy xem tin tức truyền hình cáp và nghe nhạc heavy metal và nhạc đồng quê. Chế độ ăn kiêng ổn định với giá vé chán nản đã làm lung lay sự tự tin của anh. Anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về bản thân với tư cách là một đối tác lãng mạn và với tư cách là một doanh nhân. Sau một thời gian, cảm xúc u uất chuyển sang thể xác, anh ấy cảm thấy ốm. Moa đã thường nghe một ban nhạc rock đang thăng hoa của Christian, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể nâng anh khỏi thú vui của mình. Sau những ngày âm ỉ trong tiêu cực, Moa đã kiệt sức, anh ấy đã trở nên bi quan. Anh ấy đã hủy các cuộc hẹn khám bệnh vì sợ các bác sĩ sẽ cung cấp những tin tức khủng khiếp, anh ta bắt đầu gửi tin nhắn văn bản chưa được phân loại, có lúc anh ấy đã khóc nức nở không kiểm soát được. Để khôi phục trạng thái cân bằng, moa A quay trở lại chế độ ăn uống vui vẻ hơn trên phương tiện truyền thông, tin tức dựa trên thực tế, các chương trình vui nhộn và âm nhạc đầy cảm hứng. Cảm ơn bạn đã nghe bản tóm tắt ngắn mà TK Book đã thực hiện, bạn đã học được gì từ sách. Bạn có thể bình luận vào phần nghe bên dưới các ý chính mà bạn ấn tượng nhất trong các ý sau nhé. 1. Ngôi sao NF Russell Wilson là hiện thân của các nguyên lý của tư duy trung lập. 2. Suy nghĩ trung lập dạy bạn thừa nhận sai lầm của mình và bước tiếp. 3. Tư duy trung lập áp dụng trong các tình huống sinh tử. 4. Suy nghĩ trung lập cho phép bạn chấp nhận thất bại. 5. Cam kết lựa chọn thông minh là một trong những bí quyết thành công. 6. Cầu thủ NF Brett Taylor đã kéo dài sự nghiệp của mình bằng cách thay đổi hành vi của mình. 7. Đừng diễn đạt các tình huống xấu nhất bằng lời nói, chúng có thể trở thành sự thật. 8. Opie An Bai của Johnson đã hình dung thành công và lập kế hoạch cho nó. 9. Suy nghĩ trung lập yêu cầu kiểm soát sự tiêu cực mà bạn tiêu thụ qua các phương tiện truyền thông. Cảm ơn bạn đã lắng nghe sách này. Sách được cộng sự TK Book dịch ra từ sách nước ngoài và được rút gọn lại theo cách nghĩ của TK Book và dùng phần mềm ghi âm lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam nghe hiểu ý chính của sách trong vòng 15 phút và áp dụng ngay vào cuộc sống. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót, sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn, để góp ý về chất lượng sách nói, vui lòng gửi email đến TK Book. Để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản các bạn có thể mua sách gốc, để ủng hộ TK Book các bạn có thể mua phần ebook và audio của TK Book với giá chỉ 30.000 Việt Nam đồng. Bạn có thích bản tóm tắt này không? Kiến thức này có đáng để chia sẻ không? Tất cả bạn bè của bạn có thể đọc toàn bộ bản tóm tắt này, thậm chí không cần đăng ký để ủng hộ kênh các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, che sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Đó cũng là động lực cho TK Book để tạo thêm được nhiều sách nói hay, hữu ích cho cộng đồng và bạn đọc. TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút, nơi mà bạn có thể hiểu và nắm được những ý chính từ sách trong một cuộc sống bộn bề bận rộn như ngày nay để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.